trà xanh không? Thường là chúng ta sẽ không có thích mấy em trà xanh đáng ghét đâu đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ một cái em trà xanh rất là đáng yêu luôn. Nên là mọi người đừng có bỏ qua cái video này nha. Và nhất là đây là một cái mùi hương của trà xanh mà Hương đảm bảo những cái team trà thái xanh thì chắc chắn không mê không ăn tiền. Đây là dòng nước hoa của Replica Matcha Meditation. Thì nó là một trong những cái phiên bản được ra mắt vào năm 2021. Nhưng mà vì sao tới bây giờ Hương mới chia sẻ với cả nhà của mình là cũng bởi vì là do dịch đó, nên là mình nhập về nó cũng hơi khó khăn một tí xíu. Nhưng mà Hương tin là dù chậm một tí xíu thôi, nhưng mà chắc chắn những bạn nào mà có cái gu nước hoa giống như Hương thì chúng ta sẽ có thêm tư liệu để hiểu về cái em này ha. Thì dòng nước hoa của Matcha này là một trong những cái phiên bản nâng cấp đó, của cái dòng mà TSK. Thì cái dòng TSK thì thường là mình sẽ thấy là cái mùi của nó cũng mang cái hương vị của trà, nhưng mà nó sẽ là mang một cái phong cách trà Nhật và truyền thống hơn một tí xíu. Riêng Matcha thì sẽ được thay đổi rồi, nên cái cảm giác mà khi mà Hương trải nghiệm cái mùi này á, thì Hương sẽ cảm thấy thích hơn rất là nhiều đối với lại những cái người mà trẻ giống như mình. Đây là cái chai nước hoa cả nhà có thể nhìn thấy ha, lúc mà Hương chưa thử mùi luôn á, nhưng mà nhìn cái màu sắc và cái màu xanh như vậy nè thì mình cảm giác được một cái sự thư giãn và một cái sự êm dịu, nó rất là đáng yêu. Khi mà mình xịt ra thì cái cảm giác đầu tiên đó chính là một cái tông mùi của trà xanh. Hương có cảm giác giống như là mình đang uống một cái ly trà xanh mà pha với lại một cái lát cam vậy đó. Cái cảm giác thoang thoảng như vậy. Thì đây chính là cái mùi hương mà nó sẽ có một cái sự hòa quyện của cái lá trà xanh khô á. Đó, nó kết hợp với lại quýt hồng. Mà trong cái quýt hồng á, thì mọi người sẽ biết là cái cảm giác á, nó sẽ làm cho những cái nốt hương của trà xanh nó trở nên nó tươi hơn. Nên là cái mùi hương này á, khi mà mới ra thì Hương thấy là nó cũng hơi đại trà một tí xíu. Tuy nhiên á, là quan trọng nhất là cái nốt hương này nó bay rất là nhanh, mà để lại cái tầng hương thứ hai mới là tạo được một cái điểm nhấn đặc biệt. Đó chính là cái mùi hương giống như một cái ly matcha latte vậy đó. Mỗi cảm giác sữa và trà xanh hòa quyện cùng với nhau mà không làm cho mình cảm thấy quá ngọt. Hương thích nhất là cái cảm giác của trà xanh kết hợp với cái hương vị của sữa, nhưng mà nó lại không có bị quá đậm đặc mà nó cứ thoang thoảng và thanh thanh á, kết hợp đặc biệt đó chính là cái mùi của cam và bồ kết. Nên là Hương rất là thấy cái cảm giác dễ chịu, vì Hương là một cái người rất là thích uống trà và Hương uống mỗi ngày luôn, nên cái cảm giác mà cái trà xanh nó lên da của mình, tự nhiên mình lại nhớ lại những cái khoảnh khắc nó, cái khoảnh khắc đó nó nhẹ nhàng, nó làm cho mình trở nên thư giãn hơn. Thì đối với cái dòng Replica, khi mà cái nhà điều chế á, thì người ta lại nghĩ ngay đến một cái khoảnh khắc ở Tokyo vào năm 2008. Trong cái thành phần của cái phiên bản mà Replica dòng matcha này á, thì mình sẽ có một cái cảm nhận, đó là cái mùi hương của sô-cô-la trắng và một cái cảm giác cái vị ngọt nó rất là ít, nhưng bên cạnh đó thì nó lại có một cái tông mùi phấn. Như Hương càng để lâu trên tay của Hương như vậy nè, thì Hương nghe cái mùi phấn nó kết hợp với lại cái mùi matcha thôi, nó làm cho mình cảm giác rất là thư giãn và thoải mái cái tinh thần. Thì dòng nước hoa của dòng Replica thì những cái nốt hương á, Hương cảm thấy là bây giờ là tai Hương rất là sâu, khoảng từ 3 tiếng á, là mình sẽ nghe được những cái nốt cuối rồi. Nên á, là cái độ lưu hương á, nó sẽ ở một cái mức vừa phải thôi, nó không có quá lâu được nha. Những cái dòng nước hoa mà nó mang cái cảm giác là thoảng nè và nhẹ nhàng thư giãn, và nhất là những cái hương hoa cỏ nữa, thì chắc chắn là cái độ lưu hương của nó chỉ ở một cái mức vừa phải thôi, giống như những dòng Jo Malone vậy đó. Thì cơ địa mỗi người có thể khác nhau. Đối với Hương thì nó sẽ thoang thoảng trên da của Hương từ 5 đến 6 tiếng. Tuy nhiên Hương là một cái đứa mà khi Hương sử dụng nước hoa, Hương không quan tâm nhiều đến cái độ lưu hương đâu. Nhưng mà cái điều Hương quan trọng nhất đó chính là cái mùi hương của nó sẽ mang lại một cái cảm giác như thế nào cho mình. Và Hương thích cái cảm giác mà khi mà cái dòng nước hoa của matcha lên tay của mình, nó làm cho mình cảm thấy rất là thư giãn. Thì đối với lại cái dòng Replica, nếu mà ai đó mà tìm một cái mùi hương phải tạo ấn tượng, tạo điểm nhấn, thì Hương nghĩ là Replica nó chưa có làm được cái điều đó. Mà một cái cảm giác cái mùi hương trà làm cho mình cảm thấy dễ chịu, và đặc biệt ở những cái mùi hương của Replica đó là nó sẽ tập trung vào một cái nốt hương mà mang lại cho mình một cái ký ức. Theo đánh giá của Hương á, thì cái mùi nước hoa của matcha này khá là thích luôn, bởi vì cái cảm giác cái mùi hương của trà xanh và nó hòa quyện với lại cái hương vị của sô-cô-la trắng, nhưng mà nó không có quá ngọt hay cũng không có quá béo nữa, mà nó lại kết hợp với lại tuyết tùng và đặc biệt là có một chút xíu rêu nữa. Nên khi mà lên da của Hương, Hương thích nhất là những cái nốt hương ở cuối á, nó làm cho mình có một cái cảm giác là cái mùi phấn kết hợp với lại cái mùi của trà xanh và thêm một tí xíu cái sự ấm nhẹ của rêu, làm cho mình sẽ cảm thấy rất là thích. Thì
theo như hãng Replica thì cái dòng matcha này á, là sẽ là một cái unisex cho nam và cho nữ luôn. Nhưng mà Hương thì Hương thấy là cái dòng này thiên về nữ hết 80% rồi. Bởi vì ở Việt Nam của Hương á, thường những cái ly mà matcha latte hoặc là những cái trà sữa thái xanh nè, đa phần là chị em phụ nữ uống thôi à, chứ nam không có uống. Và Hương cũng nhận ra một cái chân lý nha, là những cái đồ ăn á, mà mình ăn như thế nào á, thì thường là cái gu mùi hương của mình nó cũng sẽ khá là giống như vậy. Ví dụ như ai mà thích ăn cay đúng không, thì thường là sẽ thích những cái mùi hương mà có thành phần như là hồng tiêu, như là Thera Hermes. Hoặc là những bạn nào mà không thích ăn đồ ngọt giống như Hương nè, thì những cái mùi hương mà có cái thành phần là vani hay mật ong của cái Lavish Bell hoặc là dòng Scandal đi, thì thường là Hương sẽ rất là sợ và Hương không có dùng những cái mùi giống như vậy. Đó, vừa rồi Hương đã chia sẻ cho cả nhà của mình. Và hy vọng là với cái gu ăn uống của mình, mình cũng có thể cảm được xem cái mùi hương đó nó có phù hợp đối với mình hay không, trong khi là mình chưa hề thử qua, mà mình chỉ cần đọc thành phần mình cũng có thể hiểu được ha. Vừa rồi Hương đã chia sẻ với cả nhà của mình về cái cảm nhận của Hương sau khi mà đã trải nghiệm cái dòng Replica Matcha này. Nếu như mọi người có bất cứ một cái ý kiến gì thì đừng có ngại mà hãy comment cho Hương biết, để chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau nha. Và đừng quên là hãy like và subscribe kênh YouTube của Missy Perfume. Nếu như mọi người thấy những cái thông tin hữu ích thì đừng có quên hãy chia sẻ cho bạn bè và người thân của mình nha, để chúng ta sẽ cùng xem nhiều cái video về nước hoa tiếp theo.